Okay. Không ai mua mày. Bây giờ mày đi ăn kia, tao là này, bắt sống chúng nó nhá. Yes. Thank you.
Đâu chuyện gì xảy ra vậy? Bọn Alibaba đã giải cứu bà trùm đi mất rồi. Bọn khốn kiếp, chúng ta hãy mau đuổi theo bọn chúng thôi. Thank you.
gì kia không? Em này thì khá với đại ca. Mày đúng lão chỉ có gái thôi. Ý tao bảo nó là cầm viên trên tay kia. Đại ca mày, em biết rồi à? Let's go. Em đi đâu đấy? Mày lại bắt đầu gái rồi đấy. Mày đang cầm hộp gì đấy? Tôi cầm gì? Không liên quan đến các anh. Nhưng mà bây giờ tao thích liên quan đấy. Mày làm gì được tao? Mày muốn gì? Muốn gì? Bây giờ tao muốn chiếc hộp này là của tao. Được thôi. Nhưng các anh hứa với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Mày nói luôn đi. Nếu các anh muốn mở thì chỉ chỗ kín đáo mà mở, không nó sẽ bay mất. Thật chứ? Mày không được bọn tao chứ? Đi cho mày, cút vào đây, cút. Đại ca, để em mở chiếc hộp xem bên trong nó có chim gì nữa. Không được, mày không nghe nó nói, bên trong hộp này là có chim quý à? Mày mở ở đây, mày mất thì sao? Mở cái hộp đấy ra, xem nào có chim gì. Được. Có chim quý này ấy, về mà làm quà chiếc đại. Để sau này chiếc đại đối xử tốt với anh em mình. Mọi chuyện đã đúng như chúng ta sắp đặt. Tốt lắm. Vậy là chúng ta đã đi trước bọn Alibaba một bước. Bây giờ chúng ta chuyển sang bước 2. Đi đại. Chúng mày biết chị đại đâu không? Em với cái đại ca tính đau suốt. Em biết làm sao được. Bây giờ chị đại không ở nhà, hay là chúng ta mở hộp ra nhá? Không được, bây giờ mà mở chiếc hộp ra, có chi nó bay mất thì sao? Bao nhiêu công sức của mình đổ xuống nước biển hết à? Thì bây giờ phải làm gì với chiếc hộp đại ca? Tao nghĩ cứ để chiếc hộp ở đây, khi nào chị đại thì mở chiếc hộp ra cũng được. Chị được, vâng rồi. Đi vệ sinh chút nhá.
gì đi. Vâng ạ. Là con chim gì nhỉ? Mà cũng mở ra xem mới được. Cô tên gì vậy? Xuống xem thế nào. Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Đó là quả bom. Quả bom nào? À, ê, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy? Thằng bị đổ bom chết rồi chị ạ. Như vậy, nó lấy bom ở đâu ra? Và lấy cơ hộp của một con bé. Nhưng không ngờ lúc đấy lại là quả bom ạ. Con bé nào? Chúng mày biết nó là ai không? Bọn em, mày không biết nó là ai chị ạ? Thôi, chúng mày dọn ra bỏ đi. Vào đây, tao có việc ở chúng mày đấy. Vâng ạ. Là hợp đồng gì vậy chị? Có người thuê chúng ta tiêu diệt nhóm Big Gun với giá 10 triệu đô. Big Gun là vào đâu vậy chị? Tại sao chúng lại có giá cao như thế? Là bọn tao đây. Thì ra là mày, chính mày đã đưa hồn cho tao. Đúng vậy, các người đã chậm một bước rồi. Đúng đó, chính bọn Big Gun là chị. Đúng vậy, tí cho bọn nó. Phản! Đi giữ bọn chúng thôi.